Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta cùng xem sản phẩm dây sen hay dây xịt vệ sinh của Euroline, ký hiệu là DS150 hay DX120. Thì cái này có hai mã này không có gì khác biệt nhau cả, mà nó chỉ khác nhau về độ dài thôi. 150 là chiều dài là 150 cm và 120 là chiều dài 120 cm. Còn về thiết kế, chất lượng, chất liệu là như nhau, chỉ khác nhau về độ dài thôi các bạn nhé. Vì vậy tôi sẽ làm một video này thôi để chúng ta có thể hình dung được cả hai sản phẩm. Đây là đóng gói. Tất cả các sản phẩm dây sen của Euroline đều được đóng gói trong một túi như vậy. Dây sen chất lượng cao, top 500, thương hiệu hàng đầu Việt Nam, do người tiêu dùng mình chọn, và hàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Đó. Và phía sau thì sẽ có đầy đủ thông số, là ví dụ như là ống dẫn là cái gì, đó, dây đó, rồi hotline của Euroline, rồi địa chỉ công ty, thông tin của nhà sản xuất đó. Tất cả được đóng trong một túi như vậy. Vì vậy các sản phẩm ở bên ngoài các bạn mua nếu không có túi màu như vậy thì chắc chắn không phải là sản phẩm của Euroline Việt Nam. Các bạn lưu ý nhé, rồi chúng ta cùng xem chi tiết ở bên trong. Rồi, đây là sản phẩm thực tế. Các bạn thấy là dây, vỏ dây được làm từ inox mạ chrome sáng bóng, đúng không ạ? Chúng ta thấy là độ sáng bóng, dây cực kỳ nhuyễn và mềm. Đó, chúng ta chỉ cần kéo lại là thấy là dây rất là nhuyễn và mềm. Đó, không giống như các dòng dây khác có ở trên thị trường, đúng không ạ? Đó. Dây được làm với các khớp lối nhuyễn. Đây, chúng ta thấy là dây rất là nhuyễn, đúng không? Dây nhuyễn và sáng bóng. Nước mạ sáng bóng cho vỏ dây, tạo cho cái phòng tắm của các bạn có cái sự sang trọng tuyệt đối. Rồi, về vỏ dây thì như vậy. Rồi, về đầu ốc thì hai đầu ốc này đều được làm từ đồng mạ chrome. Các bạn thấy là phần kết nối với tay sen, được tay sen hay tay xịt, được thiết kế với các cái đường tạo ma sát để khi mà chúng ta gác tay lên thì sản phẩm sẽ không bị xoay trượt khi chúng ta mở lước hoặc là chúng ta treo lên. Đầu ốc này của sản phẩm thì được in logo của Euroline, được in laser ở đây. Rồi chúng ta cùng xem chi tiết ở phía bên trong. Bên trong thì dây sen được làm từ cao su tổng hợp EDPM, chịu nhiệt cao, rất là dẻo, dai. Đó. Ngoài ra, Euroline gia cố thêm cho dòng dây này một lớp bố dù. Đó. Lớp bố dù ở phía bên ngoài đây các bạn thấy, lớp bố dù. Đúng không? Lớp bố dù này có tác dụng gì? Khi chúng ta sử dụng ở áp lực nước cao lớn, ví dụ như các chung cư cao tầng đó, hoặc là ở các khu nhà mà sử dụng máy tăng áp cho dòng nước, thì cái lớp bố này sẽ không để cho ống bị phình lên, gây cứng dây dẫn và gây cọ sát với các khớp bên trong ống này đó, để làm vỡ và bục dây này. Đây là lý do tại sao mà sản phẩm này được Euroline đưa ra thị trường 11 năm rồi và được mọi người sử dụng đánh giá rất là cao. Đó, dây có chất lượng rất là tốt, không bị bể xì bục theo thời gian dài sử dụng. Đó. Đầu dây thì được bấm thủy lực bằng bát inox. Phía bát tiếp nối thì được làm từ đồng. Đó, và gioăng cao su đi kèm được định vị sẵn ở đây rồi, rất là chặt chẽ. Đó, chúng ta khi nắp đặt thì nó sẽ không bị xì. Đó, vì vậy chúng ta hãy yên tâm. Đó, gioăng cao su không thể rơi ra được. Rồi chúng ta cùng xem thông số chi tiết của ống nha. Nhiều khách hàng thì vẫn đánh giá là ống này nhỏ, không chảy được, nhưng mà điều đó là hoàn toàn sai và không đúng với kể cả là khoa học nha các bạn. Đây, ống này có đường kính là 9 nha các bạn. Đường kính là 9 mm. Đây, vỏ ống
vỏ ống là 14 nha các bạn. Đấy, vỏ ống 14, đường kính của ống là 9 và chiều dài là 150 đối với DS 150, còn 12 120 cm thì đối với DS 12 nha các bạn. Nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Trên thực tế thì ống này càng nhỏ thì áp lực nước càng cao. Nhưng với ống 9mm như này, khi mà sử dụng với áp nước nó cũng có thể phồng ra một chút xíu, nó sẽ thành trở thành 10mm. Đó, vì vậy là nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến dòng chảy khi mà chúng ta nói là ống này nhỏ quá không chảy được. Các bạn nên hiểu vấn đề là nếu ống này lớn quá thì cái trường hợp mà bị cọ vào các khớp ở bên trong, đây chúng ta nhìn thấy là cái này là khớp bên ngoài thôi nhé, còn ở bên trong đương nhiên nó sẽ có các cái mép khớp đưa ra. Nếu mà ống này lớn quá nó sẽ gây ra tình trạng là bị cọ sát vào các mép đó và dây của chúng ta sẽ bị bục rất là nhanh, khi chúng ta chỉ cần xoắn một vòng dây thôi có thể là đã bị bục rồi. Và vấn đề thứ hai nữa là nếu ống này quá lớn thì dây của chúng ta lại cực kỳ cứng và không thể nào mềm mại được. Đó là hai lý do mà nhiều khách hàng không nắm được về kỹ thuật, đánh giá là ống nhỏ quá không thể chảy được. Điều đó là điều không đúng. Các bạn nên hiểu cặn kẽ về vấn đề này nhé. Và chúng ta cùng xem thử xem là tay này có thể kết nối được với các loại dây tai sen khác hay không. Bởi vì theo thông số quốc tế thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp vừa cho tất cả các dòng dây sen tay xịt có ở trên thị trường. Và tôi lắp thử với một cái tay xịt. Đó. Rồi, chúng ta hoàn toàn lắp vừa đúng không ạ? Chúng ta lắp thử với một tay sen inox đi. Đây là hai dòng sản phẩm khác nhau nhé. Một tay là inox và một dây micro. Đó, nhưng mà hoàn toàn vẫn lắp vừa đúng không ạ? Rồi, chúng ta thử với một tay sen, một loại tay sen nữa. Đây, bởi vì theo thông số quốc tế thì hoàn toàn là ren 21, tay thì ren ngoài 21, còn dây thì ren trong 21. Vì vậy là chúng ta hoàn toàn có thể lắp vừa hết. Vì vậy chúng ta yên tâm khi sử dụng. Còn các phần này thì hoàn toàn vừa với tất cả các bát gác ở trên thị trường. Vì vậy là chúng ta không cần phải lo lắng về vấn đề này. Đó. Và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết, xem trọng lượng của dây này xem là bao nhiêu. Chúng ta cùng cân thử nhé. Rồi, 186 gram. Và dây này là dây dài 1,5 m nha các bạn. Đó, dây này là dây dài 1,5 m nha. Đó, là 186 gram. Còn dây 120 thì sẽ nhẹ hơn một chút xíu. Đó. Rồi, chúng ta đã xem xong sản phẩm dây sen dài 150 cm cũng như là dây xịt 120 cm của Euroline. Và đây là dòng sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, đã được đưa ra thị trường 11 năm nay rồi và được người tiêu dùng đánh giá rất là tốt. Dây sen này cũng được hệ thống nhà hàng Vinfer Phú Quốc sử dụng hoàn toàn cho thiết bị ở trong nhà hàng của mình. Vì vậy các bạn hãy yên tâm sử dụng cho gia đình của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.